Xin chào tất cả các bác nha. Như đã thông báo với các bác trước thì những bác nào đã đặt hàng loa HZR12 trong ngày hôm qua thì chiều nay bên em sẽ bắt đầu đóng hàng, và bây giờ này đang soạn sẵn ra đây rồi. Bây giờ bắt đầu để đóng hàng để gửi cho các bác trong buổi chiều ngày hôm nay. Những bác nào mà nhận hàng bưu điện thì trong chiều nay bên em sẽ gửi. Và lưu ý là những bác nào mà sáng nay đã đặt hàng và nhận bằng xe thì các bác để ý điện thoại, chiều nay là sẽ nhận được hàng nhé. Thì như em đã nói, HZ là một trong những cái thương hiệu phải nói rằng là rất là nổi tiếng ở trên thị trường, một trong những dòng loa, một trong những thương hiệu phải nói rằng là rất là đáng chơi. Đối với dòng loa R12 này, như em đã nói thì nó không cần sở hữu chúng ta một con bát hoặc là tép neo khủng như những cái model MA12, nhưng nó là ngược lại, nó là sở hữu chúng ta một chiếc bát và tép vô cùng là chất lượng luôn. Họng nhôm, tép lại họng nhôm, bát thì lại bát của Fan, tép của Selection. Nói chung là một trong những dòng loa hay nhất của HZ, khẳng định là như thế. Thì đối với dòng loa này thì trong chiều nay em cũng có kế hoạch là ghép cho hai bác những cái bộ dàn bằng loa này luôn. Và đây là một trong những dòng loa em khẳng định các bác là rất là đáng chơi trong cái phân khúc tiền tầm hơn 10 triệu. Đấy, thì thông báo các bác là chương trình là số lượng loa vẫn đang còn cho các bác. Thì bác nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với cửa hàng em theo số điện thoại là 0967676739 nhé. Đấy, hoặc là vào kênh em sẽ có số điện thoại nhé. Đấy, các bác hãy tin tưởng bên cửa hàng em. HZ luôn luôn là một trong dòng loa đáng hay, và cũng là như cam kết với cửa hàng của cửa hàng em đối với tất cả khách hàng, thì đối loa này các bác về nghe không hay, các bác toàn quyền có thể được trả hàng nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác.